Ủa sao bán nhanh thế cô? À? Sao bán nhanh thế? Nó băng được khoảng hạ giá hả? Hạ giá bán hả? Đâu có băng đâu. À không còn bông hả? À vậy là khả năng năm nay là cháy bông á. Cháy bông rồi, cháy ngày hôm qua chứ. Cháy ngày hôm qua hả? Ngày hôm qua, cháy hôm 9 đồng 10 đồng hết rồi. 10 giờ trưa 29 đã hết rồi. Ồ vậy ngon đấy, chúc mừng các cô. Không như mọi năm. Tại vì hôm đầu tiên con vào đây là thấy còn nhiều lắm. Vâng, Nha Trang chúng tôi xin kính chào mọi người. Kính chúc gia đình mình cuối năm vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay đã là 30 Tết rồi các bạn. Chỉ còn 24 tiếng, à không, không tới 24 tiếng. Bây giờ là 8 giờ sáng. 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Chỉ còn chưa đầy 20 tiếng nữa thôi. Chưa đầy 20 tiếng nữa thôi là các bạn và mình cùng tiễn đưa một năm cũ đi và chào đón một năm mới tới. Hiện tại mình đang chạy trên đoạn đường là Lê Thánh Tôn. Vâng. Bây giờ là những thời khắc quan trọng của những cô chú anh chị mà bán bông, bán hoa, bán những đồ lưu niệm ở dịp Tết. Ngoài đường thì lá đang bay. Vâng, ngoài đường thì lá đang bay. Và theo như hôm qua thì mình được biết thì trong trường này, trong trường Trung học Cơ sở Thái Nguyên có những cây bàng rất chi là lớn. Những cái bàng rất lớn này thì đây là đang mùa là một chút lá bàng. Một chút lá bàng các bạn. Cái mùa mà lá bàng thay lá đó. Thì như có một chị nhiếp ảnh gia, chị có tiết lộ với mình ngày hôm qua thì là khi mà trường mà không có ai quét dọn á thì khoảng 3 tới 5 ngày sau là lá bàng nó sẽ rụng rất nhiều. Mà lá bàng rụng rất nhiều thì mẫu ở trong nó chụp nó sẽ rất đẹp. Nên các bạn có thể là quen hoặc là uyết hoặc là xin bảo vệ vào trong trường. Vào trong trường chụp lá bàng. Đó. Có một tiết lộ thông tin là vào trong trường chụp lá bàng. Ồ, cũng không còn nhiều lắm các bạn. Cũng không còn nhiều lắm nhé. Hiện tại sáng nay mình đi thì thấy lượng tường hoa thì có thể là họ bán hạ giá hoặc là tranh thủ bán, thì khúc này cũng còn ít thôi, lác đác vài chậu thôi. Giờ mình sẽ ra đoạn ngã 6, mình sẽ chạy thêm ra đoạn ngã 6. Sáng nay là tụi mình sẽ tranh thủ đi Galina, khu du lịch có tên gọi là Hồ Kênh Hạ. Đây. Đây là cảnh chợ hoa đêm 30. Tầm bây giờ cho tới chiều nay này, tầm bây giờ cho tới tới chiều nay là xem là bán được hay không, là chốt ở ngày hôm nay này. Ngày hôm nay thì một là giá hoa cao luôn, hai là hạ tới mức thấp nhất để có thể bán được hoa, bán được cúc, bán được mai. Những chậu mai đã được kê hẳn xuống sát lề đường rồi. Đó. Kê hẳn xuống sát lề đường để cho khách quan sát được kỹ hơn. Đây. Mai 5 cánh, 6 cánh, một màu vàng rực luôn. Vâng, mình sẽ đứng lại cho các bạn xem sự nhộn nhịp của ngã 7. Trái ngược với khu khách sạn thì khu quán cà phê
lượng khách vẫn rất đông kia. Các bạn có thể thấy góc bên kia có bán cà phê ở góc kia, góc đó có cái view rất đẹp. Và lượng khách thì mình thấy từ xa là xe là xếp lớp lớp tầng tầng luôn. Đây. Từ cái bụng binh này các bạn có rất nhiều lối rẽ, lối rẽ ra biển, lối rẽ vào đường lên ga xe lửa, lối rẽ là Trận Đầm, lối rẽ vào đường Nguyễn Trãi, rất chi là nhiều lối rẽ. Vâng, hôm nay mình có lẽ mình sẽ đi vào đường Nguyễn Trãi xem sao. Về đường Nguyễn Trãi mình chưa có vào lần nào. Mình sẽ cua vào đường Nguyễn Trãi. Đó, đây là đường Nguyễn Trãi này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên quán cà phê là 3 tầng thì gần như là kín chỗ ngồi. Hiện tại là không còn chỗ ngồi. Khúc đầu đường Nguyễn Trãi thì họ bán hoa tươi liên tục nhé, không chỉ riêng mấy ngày Tết mà những ngày bình thường họ vẫn bán hoa tươi bình thường. Ngay đầu đường Nguyễn Trãi thì là nhà thờ Nứa Một, chắc các bạn cũng biết rồi. Các bạn lưu ý đường Nguyễn Trãi là đường một chiều nhé, đường Nguyễn Trãi là đường một chiều. Song song với đường Nguyễn Trãi là đường Ngô Gia Tự, đường Ngô Gia Tự cũng là đường một chiều nhé. À đây này, cua đây này. Cua vào đường Đề Bâu này hay này. Đấy. Có tàu, có tàu. Có tàu, có tàu. À. Mình sẽ quay cái đoàn tàu. Vâng. Mình sẽ dừng lại mình quay tàu. Có thấy báo kính con mà chưa thấy. Đi luôn. Và mình chạy thử vô đường Đề Bâu này xem sao. Thì trước cửa mỗi nhà đều có treo một lá cờ để chào đón năm mới. Đây, các bạn phải thấy là mỗi nhà sẽ một lá cờ. Đường Đề Bâu này hình như là thông ra đâu, mình hình như là thông ra bệnh viện sao, bệnh viện mắt sao, Xí nghiệp xây dựng công trình Khánh Hòa, công ty Phú Khánh. Được, không ở trên này họ ăn sáng muộn ghê. Trên này 9 giờ họ mới đang ăn sáng. Khu vực này là khu vực phía sau của nhà ga xe lửa này. Đây. Thì có những đường dây này, đường tàu này. Không biết đây là những cái mà đã hết hạn hay là họ đang chờ công hàng ở đây thì không biết này. Đây, có những đoàn tàu này. Đường này thì mình chưa vào lên lần nào. Có đường dài xe lửa chạy qua. Đường sau ga. Đường sau ga vậy là tức là hồi xưa là có đường ga chạy qua đây. Nhưng mà đường dây mình đã thấy họ lấp lên rồi. Vậy là trước đó là chạy nhưng bây giờ là hết rồi. À đây, vẫn ra được này. Vẫn ra được nữa. Thank you.
Chú có được ra không chú? Đó. Có hẻm đó hả? Đây là hết đường rồi chú. Đây là đường này lên chưa? Tới đó. Đi băng qua đường này rẽ phải lên lên không? À băng rồi đây. Cái đường dài này họ còn chạy không chú? Còn hả? Kể cả đường đây tàu lửa có hàng kéo cũng được hả? À đâu đây là tàu lửa đi qua giờ hả? Tàu kéo. Tàu đầu góc kia này. À vâng. Sống nó xuống đây rồi. Đi qua đây này. À. Này mình ở quen chứ bình thường nó ồn lắm nhỉ? Mà mình ở nó quen chứ bình thường nó ồn lắm nhỉ? Rồi. Chập lên ở đây mãi đâu ngủ được. À. Chập nó quen hả? Vâng. À không có tàu lửa lại ngủ không được. Mới về thì ngủ không được, tao quen rồi không ngủ được. Vâng. À đúng rồi tàu chạy đó. Nhưng mà mấy thằng nhỏ này phải trông này. Mấy thằng nhỏ này phải trông mà chứ không nó chạy lang thang này. Như tiếng nhạc. Dạ như tiếng nhạc à? Vâng. Nhạc em dịu. Vâng. Rồi con đi nha. Chúc chú Tết vui vẻ. Họ cũng bị lạc luôn nè. Đi lạc em. À, anh thì thích lạc. Anh thì thích đi lạc. Vâng, theo một vài lời tâm sự của những hộ ở gần tàu. Đấy, các bạn có thể thấy không? Khi mà mới chuyển đến thì không ngủ được. Và khi mà đã quen rồi thì không có tàu chạy qua thì không ngủ được. Nhưng mà nếu cho mình ở gần đường tàu thì mình chắc cũng không dám mở, bởi vì nó quá là mạo hiểm. Đây là đường số 1A. Đường này thua luôn, không biết đường này luôn. Đường này thì mình thấy xe để ngoài đường khá nhiều. Không biết là sao họ không dắt vô nhà thì không biết. Khu này là khóm máy nước. Khóm máy nước. Đường số 1A. Vậy là đường cũ. Đường cũ là khóm máy nước. Còn đường mới thì họ đặt tên là đường số 1A. Thế bảo là đây ra cô ra Lê Hồng Phong mà không biết phải không? À đúng rồi, đã ra đường Lê Hồng Phong đúng không? Vâng, và rồi mình lại ra đường Lê Hồng Phong sau khi mà đi vòng vòng vào đường Đề Bô. Hôm nay chắc có lẽ là không ai còn làm việc nữa rồi. Tất cả mọi là công nhân viên chức thì đều là nghỉ hết rồi. Hôm nay chắc là ngày cuối là họ cũng đi chợ nhiều hơn này. Đây duy nhất chỉ có khu vực này là họ vẫn đang vá vỏ xe này. Vá vỏ xe. Một số siêu thị điện máy thì đây. Thế Giới Di Động thì đã tạm nghỉ rồi này. Tạm nghỉ cho tới mùng 4 Tết nha các bạn nhé. Thế Giới Di Động là đã nghỉ. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Nhà sách Phương Nam. Nhà sách Phương Nam cũng đã nghỉ.
Vâng. Đây, đây là lượng khách đang mua và bán. Mua và bán rồi. Cây quất rất đẹp. Hôm nào mình hỏi thì cây này nó khoảng tầm 700-800. Đây, những chú xe thồ. Những chú xe thồ là đang chở hàng. Những chú xe thồ này thì họ không có làm cho một ai đấy các bạn nhé. Những chú xe thồ này là những chú sẽ như mình có một người bạn tiết lộ là họ sẽ vào những cái quán bán hoa, và khi mà họ thấy khách mua thì họ sẽ tự động họ hỏi là anh chị ơi có cần trở về đâu không, thì họ sẽ trở về một mức giá là 50-100 nghìn tùy từng khu vực, giá cả thỏa thuận. Chứ chưa chắc đã phải là người giao hàng đó là của chủ vườn mai hay của chủ vườn quất vườn tắc. Đó là những chú xe thồ tự do. Còn trường hợp mà những nhà bán hoa họ có người họ chở rồi thì không nói, còn những nhà mà không có thì ở đây. Và hiện tại thì mình thấy nhà văn hóa thiếu nhi là đã hết cúc rồi. Nhà văn hóa thiếu nhi thì gần như là sạch trơn. Ủa sao bán nhanh thế cô? À? Sao bán nhanh thế? Cái băng đâu còn hả? Hạ giá hả? Hạ giá bán hả? Đâu còn băng đâu. À không còn bông hả? À vậy là khả năng năm nay là cháy bông á. Cháy băng rồi, cháy ngày hôm qua chứ. Cháy ngày hôm qua hả? Ngày hôm qua, cháy hôm 9 đồng 10. 9 đồng hết rồi. 10 giờ trưa 29 đã hết rồi. Ồ vậy ngon đấy, chúc mừng các cô. Không như mọi năm. Tại vì hôm đầu tiên con vào đây là thấy còn nhiều lắm. À vâng dạ, cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe dạ. Chúc mừng bà con. Vâng, vậy thì theo lời phát biểu của một chị bán cúc thì bông tại Nha Trang đã cháy vào chiều ngày hôm qua. Đã cháy vào chiều ngày hôm qua. Vậy là các bạn không nhanh chân thì khả năng là mai cũng cháy. Đây, đây những cây mai bonsai rất đẹp này. Bông chùm chùm luôn này. Các bạn có thể thấy không? Bông chùm chùm luôn. Những cây được uốn rất đẹp này. Này bông đơn này. Rất nhiều loại mai là bông đơn này. Này bông kép này, kép còn 8 cánh này. Em quay phim xíu. Thấy cúc của một số chị đã cháy hàng rồi đấy. Hy vọng anh cũng cháy hàng theo. Để ra gốc này lâu rồi mà chú. Gốc này nó lâu lắm rồi. To rồi. Đó, khít luôn. Khít kiểu khít luôn. Đấy. Thế chứ ai mà bê mà sao chịu nổi. Bê này nhiêu? Nhà 4 triệu à. Con lấy này. 4 triệu. 4 triệu trên một cây. Rẻ thì mua 2 cây. 2 cây để 2 góc nhà. Đẹp. Thank you.
Xin thông báo với các bạn là hiện tại là cúc đã hết hàng và mai đang bán một cái giá cũng gọi là tương đối. Vâng các bạn nhé, đây mình đang có mặt ở khu vực là nhà văn hóa thiếu nhi đây. Không có chuyện là năm nay bán hoa ế đâu nhé các bạn nhé. Mà cũng xin chúc mừng bà con người dân, tại vì cả một năm làm rồi, vất vả rồi. Mấy năm trước là đã không bán được rồi, nhưng mà năm nay thì cũng hy vọng là bà con bán được. Rồi mình xin kết thúc video này tại đây. Mình đi quay một số điểm mới.